Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin hàng triệu ca nhiễm, hàng trăm nghìn người sẽ tử vong vì dịch bệnh được dự đoán tại Mỹ. Bác sĩ Antonio Fauci, Giám đốc Viện Quốc tế về các bệnh truyền nhiễm và dị ứng của Mỹ, vừa đưa ra lời cảnh báo trên trang CNN rằng dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán có thể khiến từ 100.000 đến 200.000 người Mỹ sẽ tử vong và hàng triệu ca nhiễm diễn ra. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thêm, nếu đoàn kết và làm tốt, Mỹ có thể giữ số tử vong trong khoảng này, tức là khoảng từ 100 đến 200 ngàn người, thay vì con số 2,2 triệu ca có thể tử vong. Đây là hình ảnh chuyên gia Anthony Fauci, người bên ngoài cùng bên trái, trong một cuộc họp báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong cuộc họp báo về bệnh viêm phổi Vũ Hán vào ngày 29 tháng 3, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gia hạn hướng dẫn nhằm làm chậm lại sự lây lan của viêm phổi Vũ Hán đến ngày 30 tháng 4, thay vì mục tiêu ban đầu là sau lễ phục sinh vào tầm 12 tháng 4. Ông cũng cho biết đỉnh dịch ở Mỹ có thể trong vòng 2 tuần nữa. Trước đó vào hôm 12 tháng 3, nghị sĩ Rajania Tharp đưa ra thông tin tổng cộng có khoảng 70 đến 150 triệu người có thể nhiễm dịch bệnh này tại Mỹ trong phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ, với các thành viên nhóm chuyên trách chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán của Tổng thống. Và xác nhận những gì mà truyền thông Mỹ bao gồm Asos và CNBC nói từng miêu tả. Khi được nghị sĩ Tharp hỏi chuyện ông có tin dự báo là chính xác, bác sĩ Antonio Fauci đã nói như sau. Chúng ta thực sự cần thận trọng với những dự báo như vậy vì nó dựa trên một mô hình. Ông Fauci đã nói thêm như sau. Mọi mô hình đều tốt như giả định ban đầu đưa vào nó và với các biện pháp khống chế và giảm nhẹ con số là 150 triệu có thể tránh được. Ông cũng lưu ý rằng một mô hình của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC vào năm 2014 dự đoán dịch Ebola tại châu Phi có thể ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người. Tuy nhiên, điều này không xảy ra và số nhiễm sau cùng là chưa tới 30.000. Trình bày trước Quốc hội Mỹ vào hôm 11 tháng 3, ông Fauci ước tính khoảng 80% ca bệnh nhiễm viêm phổi Vũ Hán là nhẹ và tỷ lệ tử vong nói chung vào khoảng 1%. Như vậy, nếu 150 triệu người Mỹ bị nhiễm bệnh thì số người chết tại nước này có thể dao động từ 700.000 cho đến 1.500.000 người. Nếu con số dự báo khoảng 200.000 ca tử vong vì dịch bệnh là chính xác thì viêm phổi Vũ Hán chưa phải là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Mỹ. Đây là hình ảnh đường phố trung tâm của nước Mỹ vắng vẻ vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Mỹ vào năm 2018. Theo thống kê, được biết có tới 650.000 người đã chết. Cúm và viêm phổi khiến khoảng 60.000 người tử vong. Theo hãng truyền thông thông tấn Reuters, kể từ năm 2010, dịch cúm ở Mỹ đã làm cho 12.000 cho đến 61.000 người tử vong mỗi năm. Đại dịch cúm vào năm 1918 đến 1919 đã làm cho 675.000 người chết. Tới ngày 29 tháng 3, Mỹ đã tiến hành 894.000 ca xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán. Theo số liệu của trường đại học John Hopkins, Mỹ ghi nhận được 518 ca tử vong mới trong 24 giờ qua. Tổng số ca tử vong ở Mỹ là 2.409 trường hợp, tăng hơn gấp đôi so với 2 ngày trước đó. Số ca nhiễm mới trong một ngày ở Mỹ là 21.333 ca. Tổng số ca nhiễm của Mỹ hiện nay là 136.880 ca và là nước có ca nhiễm cao nhất thế giới, sau đó đến Ý, Trung Quốc và Tây Ban Nha. Và cũng vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, Mỹ cũng đã ghi nhận tù nhân đầu tiên tử vong vì cúm viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh bên trong một nhà tù của Mỹ. Cơ quan quản lý nhà tù liên bang, viết tắt là BOP, vào hôm 28 tháng 3 đã thông báo ông Patrick Jones, 49 tuổi, đã trở thành tù nhân của Mỹ đầu tiên tử vong vì viêm phổi Vũ Hán. Tin cho hay, tù nhân này có các triệu chứng nhiễm bệnh ban đầu tiên vào ngày 19 tháng 3 và việc ông từng có các vấn đề về sức khỏe khiến ông dễ bị tổn thương hơn. Ông Jones đã thiệt mạng tại nhà tù Oakland, Louisiana khi đang thụ án tù 27 năm liên quan tới ma túy. Truyền thông quốc tế đưa tin, còn có 5 tù nhân khác tại Oakland được xét nghiệm dương tính với viêm phổi Vũ Hán
Theo BOP, có tổng cộng 14 tù nhân và 13 nhân viên tại các nhà tù Liên bang Mỹ bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán này. Những ngày gần đây, các nhà hoạt động và các quan chức liên công đoàn nhà tù kêu gọi Bộ Tư pháp nỗ lực thêm nữa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong các trại giam ở Mỹ. BOP gần đây cũng đã triển khai các chính sách mới, trong đó có việc tạm ngưng việc thăm tù nhân và yêu cầu các tù nhân mới phải bị cách ly trong vòng 14 ngày. Và trước đó, nhiều nhà tù của Mỹ đã phải thả tù nhân, nhất là khi một giám thị và một tù nhân ở nhà tù Rikers Island có kết quả dương tính với viêm phổi Vũ Hán vào ngày 18 tháng 3 năm 2020. Đây là hình ảnh nhà tù nhân đối diện với nguy cơ đặc biệt liên quan đến dịch viêm phổi Vũ Hán do tình trạng vệ sinh quá tải và các phòng chật hẹp ở trong những khu nhà tù này. Ông Bill, thị trưởng ở thành phố New York cho biết, thành phố này quyết định thả những tù nhân dễ tổn thương. Các tù nhân được trả lại tự do gồm những trường hợp phạm tội vặt và những người có bệnh lý nền. Trước đó, Los Angeles cũng đã phóng thích 600 tù nhân trong vòng 2 tuần đầu tháng 3 để hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho tù nhân. Hạt Quakana ở bang Ohio cũng đã phóng thích hàng trăm tù nhân do lo ngại về dịch bệnh. Mỹ có khoảng 2,3 triệu tù nhân ở các nhà tù cấp liên bang, tiểu bang và địa phương. Theo các nhà vận động về cảm hóa tội phạm, tù nhân đang đối diện với nguy cơ đặc biệt liên quan đến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán do tình trạng vệ sinh và quá tải trong các phòng giam và khu vệ sinh và sinh hoạt chung. Người bị còng tay không thể che miệng, mình khi ho hắt hơi, bồn rửa tay không có xà phòng và nước rửa tay sát khuẩn bị cấm vì các loại dung dịch có cồn bị cấm ở trong tù. Và cũng trong ngày 28 tháng 3 năm 2020, Sở Y tế Công cộng bang Illinois đã xác nhận trường hợp trẻ sơ sinh đầu tiên tử vong tại Mỹ do mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh một bệnh viện tại Mỹ. Tại buổi họp báo vào ngày 28 tháng 3 năm 2020, Thống đốc bang Illinois ông Pritke cho biết một trẻ sơ sinh nằm trong số những trường hợp tử vong vì bệnh viêm phổi Vũ Hán trong vòng 24 giờ trước ở Mỹ. Trong một thông báo, Giám đốc Sở Y tế Công cộng bang Illinois, tiến sĩ Nago cho biết trước đây chưa bao giờ có ca tử vong nào là trẻ sơ sinh do dịch viêm phổi Vũ Hán. Một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân của ca tử vong. Đồng thời, ông khẳng định sẽ làm mọi thứ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh chết người này. Cơ quan y tế bang Illinois xác nhận rằng đứa trẻ tử vong trong thành phố Chicago là nhỏ hơn 1 tuổi và đã xét nghiệm dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Trước đó, một ca tử vong là trẻ em dưới 1 tuổi được xác nhận ở Trung Quốc. Tuy nhiên, trường hợp này có tiền sử bệnh trước đó. Đứa trẻ sơ sinh ở Chicago là một trong 13 ca trường hợp tử vong vì viêm phổi Vũ Hán ở Illinois cho đến thời điểm trên. Và trên thế giới cũng đã từng ghi nhận một số trường hợp trẻ em sơ sinh vừa chào đời đã dương tính với viêm phổi Vũ Hán, và điều này cũng rất đặc biệt. Đây là hình ảnh một sân đấu thể thao lớn được biến thành bệnh viện dã chiến tạm thời tại Vũ Hán. Tại Trung Quốc, theo tờ Nhân dân Nhật Báo, bé gái tên là Xiao Xiao được sinh non vào ngày 5 tháng 2 năm 2020 và ngay lập tức đến bệnh viện vài giờ sau khi chào đời. Người mẹ được chuẩn đoán dương tính với viêm phổi Vũ Hán ngay trước khi sinh và bị sưng phổi nặng. Sau khi chào đời 4 ngày, em bé cũng được chuẩn đoán dương tính với dịch bệnh. Xiao Xiao không có triệu chứng như khó thở, sốt hay ho nhưng bị tổn thương cơ tim nhẹ. Các bác sĩ cho biết chỉ số nhiễm bệnh của bé gái không quá cao nên không cần dùng thuốc kháng sinh. Sau khi cân nhắc các nguy cơ, các bác sĩ quyết định không cho dùng thuốc và em bé tự hồi phục do chưa hiểu hết về loại cúm mới. Xiao Xiao chỉ được điều trị triệu chứng ở cơ tim mà thôi. Sau 17 ngày được theo dõi đặc biệt trong khu cách ly, tình hình sức khỏe của em bé đã tiến triển và được xét nghiệm 2 lần đều có kết quả âm tính với bệnh dịch. Bé gái xuất viện vào ngày 21 tháng 2 năm 2020 và là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất phục hồi sau khi bị nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán. Giữa tháng 3, một em bé sơ sinh chào đời ở London, Anh Quốc đã được xác nhận mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán. Theo tạp chí The Sun, trước khi sinh vài ngày, một phụ sản ở London đã nhập viện với những triệu chứng nghi là bệnh viêm phổi. Sản phụ được xét nghiệm tại bệnh viện Bắc
Middlesex nhưng đã sinh con trước khi nhận được kết quả dương tính. Đúng như Thủ tướng Anh, người đã từng được phát hiện dương tính với dịch bệnh vào ngày 27 tháng 3, khẳng định trong bài phát biểu vào ngày 12 tháng 3 rằng chúng ta cần nói thật với nhau, đây là cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tồi tệ nhất. Và tuân thủ những gì quy định của chính quyền, tăng cường sức khỏe, đề cao cảnh giác phòng chống lây nhiễm là những gì mà mọi người nên làm vào thời điểm hiện nay. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.